phải để mấy cây mình dằn mình chờ sẵn vậy đó anh. Chào các anh chị cùng quý vị, hiện tại mình cũng đang có mặt tại Âu Lâm của An Giang của chú anh chị. Ở đây là núi Cô Tô ha, thì ở đây có một cái giếng nước nè. Giếng nước này nói chung là nó có rất là nhiều nước luôn, nhưng mà hiện tại bây giờ trong mùa khô hạn thì nó dư âm lại từ giọt của chú anh chị quý vị. Bà con ra đây lấy nước để sử dụng, đặc biệt lấy nước để uống ha. Thì múc từ giọt hiện tại giờ nó đang gịnh từ giọt chứ không có nhiều như bữa hổm nữa. Bữa hổm thì nó còn rất là nhiều luôn. Bữa nay nó rất là hiếm cái, những cái giọt nước luôn. Chờ lấy từ can từ thùng gì đó. Thì bà con ở đây là cũng nói chung là cũng đi ngang thì cũng ghé để xem cái những cái bà con ở trong cái sóc nè đi ra lấy những giọt nước như thế nào, thì mình nghe ghé đây mình cũng quay chia sẻ của chú chị cùng xem về cái cuộc hành trình của những cái người dân trong đây lấy nước về xài quý vị ha. Mời quý vị cùng đồng hành chương trình nè. Cỏ này mà nó nắng mà đến nỗi mà nó khô mà nó cháy rồi quý vị. Đất ở đây là nói chung là nó lên cục nó cứng ngắt hết chân luôn rồi, nó không có được tươi xốp như mềm như là những cái mùa kia. Năm nay nắng hạn nó kéo dài quá trời luôn rồi. Họ chờ lấy nước quá trời luôn. Hồi sáng giờ anh lấy được bao nhiêu can rồi? Lấy được can nữa. Mới có được can mà chắc này hết nước nó bắt đầu xuống gì nữa hả? Buổi sáng á, buổi sáng người ta lấy hết 5 can rồi. Rồi sao không tranh thủ đi ra sớm sớm chút? Đặng năng với nước chảy đẹp hơn. Nắng nước nó đẹp hơn ha. Rồi nó gịnh bên đó qua đó anh. Thì gịnh bên đó đó. Thì cái chỗ bữa đó quay là nước nó còn nhiều. Dạ bao nhiêu thế đâu? Dạ, thì thấy. Đó lấy màn hình cũng được. Lâu cái ông kéo này nó vô. Nó quay từ ca như đào kiếm. Bữa nay khô luôn rồi. Nó không còn một giọt luôn á anh Lâm. Kìa anh đào xuống luôn nè, có cái len nha. Cái giếng này mà chỗ này mà là cái giếng này mà nó không còn nước rồi, mấy cái giếng dòng đây là không có giếng nào mà còn nữa đâu. Tại vì cái giếng này là nó gịnh là giếng là nhiều nhất luôn nè. Phải để mấy cây mình dằn mình chờ sẵn vậy đó anh. Đà móc á. À. Vậy là chưa có thấy luôn rồi. Bắt đầu nữa. Lấy ba cái cát lên ha. Cái này phải mình lót cái tấm bạc tấm gì đó đó. Cũng lót không đâu được đâu. Không, cái này mình lót tấm bạc cũng đâu được đâu hả Huynh? Lót gì? Lót cho nó gịnh xuống dưới. Cho nó gịnh xuống rồi mình múc cho nó sạch đó. Sạch hả? Dạ. Để tôn phải không? Rồi sao để tấm bạc chứ không phải là tôn. Rồi tấm bạc hả? Dạ. Ủa tấm bạc đó để nó nước không chảy được nữa. Dạ. Để tấm bạc nó văng nước rồi sao chảy vô nước. Bữa nay anh đào xuống một miếng nữa mà cũng có chắc là nước trong nó gịnh vô rồi đó. Nước trong gịnh. Nó gịnh đi. Để tầm bạc nó dính nước rồi sao mà xuống nước đó chảy được. Dạ. Yeah. Vậy là tự nhiên chảy. Anh ở đây mấy bao lâu rồi? Đào nãy giờ bao lâu rồi? Đào lâu rồi. Dạ. Nó gịnh nó chắc là 2-3 tiếng mình múc mới được ha. Ở đó đào có nửa tiếng hả? Dạ. Có nửa tiếng nhưng mà mình chờ nước nó gịnh là từ 2-3 tiếng múc mới được ha. Chạy với bư chút nước có móc được nhiều. Thì bởi vì thấy nó gịnh mà nó gịnh ít quá trời luôn. Bữa nay nó khô luôn rồi, bữa hổm nãy có thì nó cũng còn hiếm. Có một, hai đường ha, rồi mình đào cho vô trên lúc trước 4 đường nước chảy á. Nó chậm á. Lúc trước là 4 đường nước chảy bây giờ còn 2 đường à. Còn 2 đường à. Ủa sao có mình anh đào không có kêu ai đào phụ gì á? Ôi khỏi làm phước ai đào ai hết nước ai đào cũng nước. Người nào làm được ha. Sớm giờ nè đất lê xịn đem lên để cho nó có nước. Làm phước làm quý vị xem nè, bây giờ khu vực này là nói chung là đồng khô cỏ trái hết trơn rồi. Vòng vòng ở chỗ có mình là chỗ này là có cái giếng nữa nè. Cam này nữa là sao cam? Bữa hổm quay thì em đi lên đây thì bữa đó nước nhiều, bữa nay khô nước luôn, anh đào xuống một lớp luôn. Vậy là sáng giờ lấy được có nhiêu nè anh Nội ơi? Sáng giờ lấy được cái thùng này nó có nhắc đây nửa thùng à. Ờ mới nửa thùng mà. Là anh là nãy giờ cũng là 1 tiếng đồng hồ vậy đó mà có nhiêu. Anh đào thêm nữa. Đào xuống thêm 1 bực nữa. Chắc này mới có tầm. Ủa, anh này sao không đào hay sao sâu chút. Tầm 10 giờ thôi gì mà nắng quá. Sâu rồi đó. Đứa gọi người nào mà hết nước là đào xem nữa. Dạ. Đây có như là mình đào từ từ ha. Dạ. Dạ. Trời nó cũng nhiều. Nó sôi người ta móc kho móc á. Mình đào sâu xuống là khó múc ha. Dạ. Dạ. Nào nước xuống từ từ hết nước đào. Như vậy là mình đợi mà ở đây mình đợi là tầm khoảng cỡ nửa tiếng nữa mới có nước mình múc ha. Nửa tiếng múc được rồi. Dạ, nửa tiếng là múc được rồi. Rồi sáng giờ anh múc có được mấy can? Người ta móc á, người ta khác 4 can. Người ta 4 can, còn anh? Tôi 2 can. Dạ, vậy là anh được 2 can. 2 can rồi, chưa có đầy nữa. Là tới bây giờ là được có 6 can nước rồi quý vị. 6 can chưa đầy đâu. Chưa đầy nữa, can kia mới nửa can nè. Như là đó, nước nó gịnh xuống đó. Nó gịnh từ chỗ dưới đó đó. Năm nay nặng hơn năm trước. Năm nay nắng hơn năm trước ha. Bực này, mà nó kéo dài nữa ha. Đó là nước nó gịnh vô. Đó, nước nó gịnh từ. Ôi trời, năm nay nắng hơn năm trước mà nó kéo dài nữa. Cái giếng này mùa kia xài được không hay chứ là mùa này không anh? Mùa này xài được, mùa sau nữa người ta làm lúa rồi. À, giữa mùa làm lúa là không xài ha. Còn 2 tháng nữa người ta làm lúa rồi. À, làm lúa là không xài, đặc biệt cái giếng này. Làm lúa là không xài. Nắng dữ hả chứ? Mới nhắc này mới cái 9 mấy 10 giờ mà nắng dữ. Cái này coi là quá trời. Đồng khô có cháy luôn. Này anh múc về uống hay là mình múc về mình xài? Mập uống. Dạ. Nước thì uống không à? Xài nước này rồi xài. Xài nước nước bơm nước gì thì uống. Xài nước. Mà lúc trước đào vô đường dư cho cây đó. Cây thương nó cây gì đó. Rồi có không? Rồi có nước không Quỳnh? Có nước màu xanh ngon hơn đây. Nằm đây người ta không đào. À, màu xanh á. Nước màu xanh là nó ngon không? Nước màu xanh là nó ngọt không? Ngọt hơn. Dạ. Nước trắng. Dạ. Trắng ngọt hơn. Ủa, rồi trong đó trong đó còn xài được không? Được, mà người ta năm nay không đau. Mà nước đó do mà thay xanh luôn á. À. Cái nước này nước trắng. Nước trắng. Cái kia nước xanh. Nó theo đất á. À, theo đất nước xanh với nước trắng hay ngọt hết ta? Ngon hơn. Nước trắng nước biên chứ. Nước trắng là nước biển hả? Dòng nước biển. Ủa, ở đây cụp te đâu ta? Chùa te đâu ta? Chùa đâu? Cụp te á. Te đường trên đó. À, te đường trên chút xíu nữa ha. Dạ. Nó cái khô cây chân này cái dẻo. Công nhận chứ. Ở đây chờ anh lấy xong cái canh này coi sao. Bây giờ nó gịnh lên cũng nhiều lắm đó. Nếu mà gịnh mình không chờ múc chút xíu người khác là ta múc. Phải chờ mới được dàn công như là bắt số vậy đó. Sáng là buổi nào cũng cả lấy chứ hả chị anh? Làm phước ai móc cũng móc đi, móc uống mà. À. Đó của người ta chợ đào nước uống nước gì đó. Cái giếng này có lâu chưa anh mình? Giếng này á? Dạ. Giếng này mấy tháng rồi. 2 tháng mấy rồi. 2 tháng mấy hả? 2 tháng mấy hay là 2 năm mấy? 2 tháng mấy mà chỗ đào nó chỗ lâu rồi, có 7 năm đó đó. À, 7 năm ha. Cái giếng này có là 7 năm. Còn mình là múc nước là 2 tháng mấy. Mà giếng trước lúc trước đó có 60 năm, 70 năm đó. Đâu dữ hả? Rồi đó đào lâu rồi. Còn không? Đâu cây giếng ra chỗ này không đào cho nước xanh đó. Nhưng mà còn không? Này không đào năm nay có. Không phải mà cái giếng đó nó còn giống gì không? Cái dòng gì mà nước đẹp hơn nước đây. Đâu chỗ nào đâu Quynh? Chỗ đó người ta không đào đó, năm nay không đào. Ngọt à. Có chua không? Nước ngọt. Có bị phèn không? Không ha. Ngọt ngay à. Anh cho cái giếng này. Đây quay cho sư huynh nữa nè. Không ngon á. Ngọt. Uống được luôn. Có nghĩa là đã có lâu rồi anh. Này sư huynh. Bữa nay vô lần thứ 2 mới được uống nước này đó. Không mà trước tôi uống rồi nó ngon lắm. Uống nữa. Ngọt nước gì? Giống như đồ đốt nước không anh? Nước sông của mình nó ngọt nước sông ấy vậy đó chứ không phải như nước giữa đồng nó phèn. Mà nước này cái màu giống màu nước thuốc lốc á. Ờ vậy nó trong dữ người ta. Lắm á. Rồi như nắng gắt lên á. Tại anh đào xuống. Rồi bây giờ anh có móc lên bây giờ đào. Cái này là đào hay là nó tự nhiên? Cái giếng này giếng nó có lâu rồi. Cái giếng là tự nhiên, nhưng mà hồi nãy anh đào cái vùng tròn đó đó. Giống như mình phép cho nước. Ý là hồi xưa giờ là đó đã có vậy rồi, nhưng mà người dân đào xuống hoài là có nước hoài vậy đó. Cái giếng này là báo Tuổi Trẻ có lên rồi mà. Dạ. Là các truyền hình nhà báo đâu trước đây trên đó. À, lúc trước là nước là tới đâu anh? Ông thấy đây hâm nước đó, người ta xài xong nó chỗ đó nhiều đá mới. Cái người mà tìm cái mạch nước là đầu tiên là người nào vậy anh? Chỗ đó chỗ đầu tiên đó. À. Tôi thấy đó. Vậy là ông chú kia ông tự đi, ông đi tìm đấy ha. Chỗ đó chắc nhà nước lúc trước làm xài cho đó. Ở khu vực này thì ngoài cái giếng này thì còn giếng nào khác nữa không anh? Đầu tiên trước thay đó chỗ đó đó. Dạ. Vậy là đây rất là nhiều giếng, nhưng mà hiện tại giờ chỉ có một cái giếng xài được không mấy gì? Khô nước. Thế này thì thời tiết nóng từ hôm Tết tới giờ là mấy tháng. À, cái này hồi nãy giờ là anh ấy cũng cỡ được khoảng 5 lít rồi. Cái này mình lấy về mình có cần thấy lọc gì lại không anh, hay là mình về là mình dùng luôn à? Uống luôn. Uống luôn anh ha. À, là uống luôn chứ không phải là để sinh hoạt ha. Rồi. Rồi là lấy về là uống trực tiếp luôn. Không có qua xử lý gì hết. Tại sao ở nhà có nước kia mà mình không uống vậy sư huynh? Nước kia không tốt, nước này đâu uống. Nước này là nước tự nhiên ha. Dạ. Đây là nước kia đã qua xử lý, nhưng mà cái nước máy là nước chỉ là chỉ là để vệ sinh thôi, để sinh hoạt thôi. Dạ. Giặt đồ rồi ha. Nước này không bên, nước kia là thuốc phần dây bên uống tốt hơn nước này đâu. Nước kia uống không có bệnh, nước này uống là nước này uống không có bệnh, nước kia uống không tốt. Cái kia là lọc vừa có không dịch viên ở đây. Dạ. Vậy là theo anh là nếu giống như mà không có thời tiết khô hạn mà có mưa đi chăng nữa thì bà con cũng dẫn lại đây lấy nước uống hả anh? Không, ít lâu rồi, có làm lúa làm gì sao làm móc nước nữa. Làm lúa là cái này phá bằng lại ha. Dạ, uống nước mưa nước gì trùm đốm rồi. Dạ. Ở đất mình đây đất cát không mà cũng làm lúa được hả anh? Có được. Đất cát nhưng mà làm. Ủa nhưng mà cũng phải làm dấu chỗ này để làm sao mình móc chỗ này nữa sao anh? Gà phân cứt bò cái gì tùm lum đó. Em thấy cây này chắc người dân lấy rồi xong cũng đậy lại á. Có thời nãy giờ mà chưa đưa đầy can nữa. Nãy giờ mình ngồi trống chừng nửa tiếng chưa ta? Cả 15 phút hả? Ủa thấy mấy người kia lấy gì bán nữa đúng không anh? Lúc trước bán mấy chài chậm sao bán được. Bán luôn hả? Bán lúc trước người ta móc bán á, một can 15.000 rồi đấy. Một can 18.000. 15.000 má thôi. Cái này hay lặng để đi khám phá những vùng nước hả? Được cho nhau vậy. Là mỗi một người vậy là được 2 can, mà một tuần là được 4 can trong một hộ gia đình đúng không anh? Dạ. Có quy định chứ không phải không lấy nhiều lấy hả? Đúng rồi, không phải là muốn lấy nhiều lấy. Ủa có bắt số không ta? Bắt số không anh? Có bắt số để lấy nước không? Chứ đâu phải nhiều khi anh lấy rồi chuyến sau lấy rồi trụng nhau rồi sao lấy được? Gì mà mình nghe nước gì màu quý hơn quý như vàng vậy đó. Dạ quý như vàng vậy, quý còn quý hơn đồ ăn nữa. Phải chia nhau lấy chứ không có được lấy trùng lập nhau. Dạ. Ví dụ như anh về là chút xíu có người khác lại lấy hay sao? Dạ. Không lâu lâu lấy lần mình không lấy đầy can luôn đi anh trai. Nặng quá. Để không nổi hả? Dạ. Thí dụ bây giờ mà hiện tại giờ mấy can nước người ta lại ta đổi tiền, anh đổi không anh? Ừ. Ta đổi tiền mình đổi không? Mấy can nước này nè. Cán người ta đổi lại uống phải không? Mua luôn để uống á. Lấy nửa can đó thôi. Bán nửa can thôi. Nửa can nhiêu tiền? Nửa can là khoảng cho luôn ha. Thôi tụi em hỏi ví dụ như có bà con nào người ta cần á là mình cho người ta luôn đúng không? Dạ cho người ta bán phải không? Người ta bên kia mua ra bán đó 1 can 15.000. Năm nay không uống nữa. Lúc nước ngon nó nước xanh đó. Năm nay cho khô hết. Nước xanh là mình uống nó ngon mà sao này người ta không cho mình đào nữa hả? Mà chỗ đó người ta năm nay hết nước. Năm nay nắng quá hết nước. Là coi như là năm nay nắng quá hết nước. Dạ. Còn ở trong đó là cũng 70 năm. Sao ngọn cái này nè, mà sao ở đây không có xài nước? Đường nước nhiều duy nhất là chỗ đó, chỗ cây thuộc lột 2 cây á. Tút dưới nữa hả? Chỗ kẹp đó. Một năm nay không đau. Sao ngộ vậy? Sao năm nay người ta bơm nước, bơm gì nước dưới uống nước. Người ta bơm nước lên đó, làm lúa. À. Mà năm trước người ta không làm. Còn người ta không làm lúa là mình uống được. Còn người ta làm lúa là mình uống không được, là năm nay mình làm lúa đau. Người ta bơm nước, bơm với xịt thuốc tùm lum mà sao uống nước. Dạ, chỉ có năm nay trên đây là không có bơm lúa xịt nước vào là được. À. Rồi dưới đó hang dưới. Bây giờ trời dữ lắm. Ôi, cái này nhiều kìa. Cái này uống được rồi đó. Đấy bạn tí bọt thôi, chụp chi món bọt chứ. Trong rồi ha. Trong rồi. Vậy là anh này lấy con này chở hả? Không, tôi chở khác, ba khác đó. Con nói thợ nãy giờ chạy cũng mau à. Đẹp rồi, lần sau nó đẹp á. Ốc đoan mà cái ban cái ốc em banh xanh luôn. Sẵn luôn rồi tôi nó trâu mà trâu. Sao lần sau nó đẹp hơn. Dạ. Mà có cái điều em thắc mắc là sao mà trong nhà mình có nước phun tên không xài nè anh? Trong nhà mình có nước phun tên đúng không? À. Sao mình không xài? Nước nó không tốt nữa, người ta bơm làm lúa đi làm dưới bơm để pha thuốc rồi sao uống nước. Không, ý là nước phun tên là nước lọc quá chứ không phải nước giếng. Ừ, nước lọc hả? Dòng này nước lọc á, dòng này người ta không uống đâu, có nước máy móc nước này uống mà. À. Vậy là có chất tẩy ha. Dạ. Vậy mình để chặt đồ với nấu ăn thôi ha. Dạ, nước này tự nhiên mình chài nước chài uống ngon hơn. Rồi con pha thuốc pha gì tùm lum á. Bây giờ lâu vậy chứ chừng phần 3k nè. Quá trời đông luôn rồi. Lâu. Múc hết từ múc từ ấy luôn, trời ơi. Cô à. Cô đi lấy hôm sáng giờ được nhiêu cô? Tôi mời dâu nó không biết, mời không luôn đi, không quen. Từ trong đó mình chạy ra đây ha? Dạ. Trong đó đó hả? Nha. Nhà trong đó chạy ra? Không, xa lắm, từ giờ là ca đó. Rồi ngày nào mắc đi lấy gì sao cô? Dạ. Ngày nào cũng đi lấy gì chưa ha? Không biết, không quen, nó mời dâu này, mời dâu tại là lâu, tao không tới. Con bó tay luôn không biết luôn. Bốn 400 ba một tấn lại lợn á. Tấn lẻ lấy lần hả? Lợn 4-5 can uống nước 1 tấn này với lại lợn. Dạ, 1 tấn lẻ lấy lần mà 1 lần lấy được 4-5 can. Ủa vậy là 1 tấn lẻ cô này mới lại lần. Rồi anh cũng từng lẻ hay gì? Dạ. Có lần nào lấy được sách không? Vô lấy nước đi đi vậy chị hả? Vô đây con múc cho lẻ lên đi, vô đây nè. Dạ. Vô đây con múc cho, lấy con múc cho. Con đi học nó nấu cho con ăn. Con múc xong. Cô ơi, lát nữa múc nữa. Đó, chung nhiêu rồi? Phần 3 canh. Thật ơi là trời. Rồi con chửi con hả vậy? Sao không bắt đi á? Đi không? Sáng giờ có nhiều. Đào được tiếng hồ. Lấy cờ tháng mấy rồi? 1 tháng mấy hả? Dạ. Là mà mình đợi bao lâu mình mới múc được 1 can? Lúc trước nước tây trên này nè. Không phải như bây giờ hiện giờ nè, mình đợi bao lâu nữa mà mình mới múc được 1 can nước bao lớn? Đó rồi, 1 can nữa cơ tiếng hả? Tiếng hả? Tiếng hồ được can đó. Tiếng hồ được can, đợi nó nghĩ hoài gì đó hả? Ủa, thằng này khô nước rồi. Anh mới đào đó. Đây là tại Chi Tôn chắc này mới có 10 giờ 10 mấy đúng không? Mà ông ca kìa, ông nhìn mình động kìa. Rồi 10 giờ mấy đổ lửa luôn. Cực lên. Ảnh nào nãy anh đào cho bà con lúc thì mốt đào làm phước. Có nghĩa là bữa hổm là nó ngang mí trên này, bữa nay là nó khô quá rồi. Quá trời nắng luôn, công nhận. Lên gần núi này nắng công nhận thì chứ nắng cả đổ. Bây giờ anh phải đợi hứng nước để đem về nhà xài hả? Dạ, lấy 1 thùng đi rồi. 1 thùng nữa đi ha, sớm giờ được mấy thùng rồi. rồi người ta móc được 6 thùng, tôi 2 thùng. À, người ta được 6 thùng, của anh được 2 thùng. À, người ta 4, tôi 2 là 6 thùng. Ừ, 6 thùng. À, là từ hồi sáng giờ mới được có 6 thùng nước. Vậy là bây giờ là nguyên ngày mình không có đi làm gì, là phải ở đây hứng nước để xài hả? Không phải, một tửng lê người ta hát, người ta móc, người ta là người này người kia tùm lum á. Ừ. Làm không phải móc gì móc suốt đâu. Hỏi bà đối lời móc ai hết nước sai, hết nước uống còn móc. À, vậy là mỗi người 2 ca nào ha. Dạ. Vòng với ảnh múc từng lễ này rồi từng sau múc nữa. À, tới người khác múc nữa. Ừ. Vậy là anh không có được nhiều nước mà để múc ha. Dạ. Một vậy là 2 ca này anh xài bao nhiêu? 1 can 2 can nó xài được 4-5 ngày rồi. 1 can vậy là xài được 4-5 ngày ha. Dạ. Vậy là hà tiện dữ lắm đó. Ồ, đúng rồi. Vậy là nước này bây giờ là anh đi về là mình có cần phải xử lý lại không? Không, không xử lý gì đâu. Để gì xài luôn hả? Uống không à? Uống không à? Uống không hả? Ừ, uống không à? Trời ơi, uống không rồi sinh hoạt, tắm rửa, nấu nước rồi sao anh? Rồi, tắm rửa, nước bơm, nước gì dưới đó. Có nước ong rồi đó, xài nước ong để đồng ong vô đó. Nước. Trời ơi. Đừng móc bánh đầu ra trời. Trời. Rồi, đá chỗ rồi. Mình lấy với tay. Cho người ta lấy hả? Chứ mình không được phép lấy trước hả chú? À, tức là cái người ta để can ở đây là người ta là cái đi bắt tài rồi đó. Là chú là đến sau là không được 11. Dạ dạ. Đẩy can mình vô. Để đây người ta giữ chỗ. Dạ. Chú ơi. Ở trong đây nó có cái lọt nhỏ xíu à chú, giống như cái hang cua mà nước nó định ra như vậy nè. Ủa hay không lẽ là người trước là chú cho hỏi không lẽ là để 3-4 ngày người ta không lấy mình cũng chờ luôn hả? Là chú này không có đem lấy về uống á. Đây nó miệng cung nước. À, nước này là chỉ để uống thôi. Để uống thôi, không phải xài đâu. Chỉ là chưa tới tại chú chưa dám lấy ha. Rồi đó còn 5 can anh là chú phải đợi cho người ta múc đủ 5 can rồi chú mới được lấy. Rồi lỡ như là cái người người ta nãy giờ người ta không múc ta đợi hoài rồi mình có nên đợi không? Đợi đi. Vẫn đợi luôn hả chú? Không có chúng ta lại múc vậy mình ta bây giờ. Ồ, vậy là chú phải đi đợi cái hết xong đó mà ta chú. Vậy là tài này của ai chú biết không? Không biết ha. Dạ. Vậy là cái tài để chi để canh chứ không để tên ha. Dạ, vậy là mình tới đây vậy là mình phải đi về tay trắng hả chú hả? Đi kiếm chỗ khác. Kiếm chỗ khác hả? Ở vòng này còn cái nào không chú? Nhiều giếng không chú? Nhiều giếng mà xa lắm. Dạ xa lắm hả chú? Giếng không có nước đâu, giếng dưới kia bữa đó. Vậy là chú không đi vòng ha. Dạ. Ủa sao mình không để đây mình chờ luôn ta? Để nước nhận. Để từng giọt nước mà đến nỗi mà đi chạy đi kiếm luôn vậy. Ủa sao mình không để nó đi chiều mình lấy chú ha? Cứ để can nó chiều mình lấy chú. Chiều mình không có nữa. À mình không có nước uống ha. Tại đây không có nước uống cho nên phải đi kiếm chỗ khác nên đem về uống chứ giờ mình đợi người ta. Thôi bây giờ con xuống con lấy giùm cho. Dạ. Con xuống con lấy giùm cho. Lại chúng ta. Đợi lâu. Không chịu ha. Nhiệt tình ha. Nữa chậm chậm chú chạy ra đây khoảng bao nhiêu cây số để lấy nước cho chú. Trong xóm mình cũng để cần kỳ số. À sao trong chậm mình không khoan giếng chú. Ai thiệt. Giếng nó uống không có. Bà con đây rất là nhiệt tình. Chẳng hạn không có đi chỗ khác kiếm chứ không lấy luôn á. Gặp cái can đó nó xa lại mà tụi con không nghĩ là cái nguồn nước nó cái nguồn nước uống ở đây nó quan trọng tới bà con mình nó vậy á. Vậy không có. Vậy giờ tạm thời mình về mình mua nước suối mình uống hay sao chú? Dạ giờ về mua nước suối uống đỡ chưa á? Dạ thà mua nước uống chứ chỗ này không có ai lấy chứ không lấy. Tại vì có người ta đồng tài cảnh rồi. Mình lấy rồi tiền quá. Xa từ trong kia đó trong cái sóc ở trong kia xa chứ lắm luôn. Không có là chạy về chứ không có lấy luôn.